Sáng nay tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thi nhà nông đua tài lần thứ 5 năm 2022. Hội thi có sự tham gia của 8 đội thi đại diện cho hội nông dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các đội phải trải qua 4 phần thi gồm lời chào nông dân, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông và so tài nhà nông. Trong đó, các đội thi đã thể hiện vốn kiến thức về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình tổ hợp tác xã, liên kết theo chuỗi giá trị, sáng kiến, sáng chế, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, quảng bá nông sản hàng hóa của địa phương. Tuyên truyền về công tác giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, xây dựng hội vững mạnh, hội nhập quốc tế. Thông qua hội thi nhà nông đua tài góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, đội hội nông dân huyện Nho Quan đã giành giải nhất. Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội thi.